Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng được nước dân lưới nèo các bạn. Nhưng mà mình đây cá lọc dân à. Còn củ sủ rồi với sư mẫu rồi thấy con nước này cũng không ổn hùng đó. Bây giờ hai người đó không có dân. Mới quất cơn mưa tầm tã luôn. Giờ mình coi không khí của ướt nhẹp. Giờ này cũng gần 5 giờ. Khoảng 5 6 phút nữa gì. Là 5 giờ giờ Linh tới rồi, giờ Linh tới rồi. Quá trời cơn mưa luôn mà vậy mà vẫn còn dính mưa kìa. Sẵn đây quay cho cả nhà coi nè. Ấm bla chibo vô. Quá trời con cá ông nội ơi, 7 kg đó bạn. Có tra. Hết hồn con cá ông nội ơi, hàng không mẫu mực. 7 kg. Ở đâu? Mẹ con, chú đó câu dính nghe nó ngay chỗ đó đó con. Cái dân sàn nước của sư mẫu á. Hết hồn có tra bạn. Ủa lưới này phải mình dân lưới mà dính con này nó đã gì đâu đã trời. 7 kg. Thánh thần thiên đụng mà như hàng không mẫu mực của Mỹ, cái đuôi nó dài kìa. Cầu dính hồi lúc trưa luôn hả? Chưa. Ồ. Giờ mày cả nhà theo mình với đại ca Lộc chứ lỗ chứ thăm đi cuốn lưới nha. Anh em mình cũng tranh thủ ra cuốn bạn, sợ trời mưa. Mới quân cần mưa không tối tăm mặt mày rồi. Giờ cần thủ cũng đi về kìa. Nghe em Lộc nói với là ui cá 7 kg câu làm gì? Không phải câu cá nào 20-30 kg cho lên không? Cái gì chịu nổi vậy ổng không? Giờ mấy anh em mình tiến thẳng ra ta lưới thôi. Xa xa trên kia là tèo bao phát luôn, cũng đang cuốn lưới á, xa lắm à. Cút trên mẫu ba bỏ thầm thẩm chiều trâu trên đó đó. Quá xa. Còn dưới đây thì đại cà lọc mình bỏ hai tay mà, hai tay riêng biệt luôn. Tay cũ, tay mới sau này. Kêu mong bà cậu thương tình có cho mấy anh em mình tán con Hugo không sao ký vợ là cũng đã nay mình đây cà lọc chứ tèo bao phát dằn ta ngay kéo lên với phình lên ngay qua phố với phình lên ừ phình lên nghe phải mình kêu ục ục nó thôi nếm tiền mỗi tay luôn ở trên đây mà mưa sớm nữa ta. Nãy là dưới chạy lên đang mưa ở dưới á. Dưới mưa lớn lắm. Mà ngược lại khúc trên đây tạnh mưa rồi mà khúc dưới mưa là mầm. Bữa nay đại cà lọc mình vẽ kiểu lạch cồn mà giữa sông mà. Một khung cảnh trời mưa rất là buồn ảm đạm. Xung quanh toàn là màu đen với màu đen. Thả ta lư rồi đó bà con cô bác ơi. Lão chú Thăm đang ngắm cảnh dưỡng với mi thần chứ. Chủ đề nổi nó không. Hôm nay đại cà lọc mình là đón cá đi lạch cồn nè Bình Thạnh. Mọi sao trầu xuống tới đó là tèo phát thằng kia cũng xong ta lưới mà. Như bể đầu thì thấy chất quốc à. Giờ đang chạy xuống ta lưới thứ hai gì vậy? Ủa nó chạy tan tan vậy nước đưa xuống mạnh rồi đó ông Lộc. Ủa ông Lộc giờ này ông mới cứu lưới này thấy em thấy nước nó đi giống đưa xuống quá Lộc. Ờ mình lại mình bên gạch cồn này cũng xuống luôn rồi nè. Ôi dồi hai tay đó ông nội. 600 chứ nhiều. Lọc không bỏ lưới không để nước chín mùi gì không mà cá nó mới đâm. Ừ, con tao sợ gì? Nước sẫm chịu này ngon lắm à. Nhất sẫm gì hơn mà. Oh. Tông á. Tao có bỡ Hugo cho coi nè. Hugo chuẩn bị lên nha bà con cô bác. Lúc nào cũng vậy dân bạn thường là dân cái đầu lưới thường là cục gạch nó lăn nó hơi chéo diện xíu. Phải thời mà cá đi lạch cồn không, bữa nay là đại cá lóc mình là chúng đậm lè đậm lét đó. Không cần nhiều, con định con 3 kg 2 con thôi. Ừ. 2 con mới chịu nha, chứ 1 con không chịu đó nha. 3 con đâu chịu đâu, 2 chục con luôn rồi nó. Gì chứ nói với ổng không? Chứ đực 3 kg phải 2 con mới được. Nó phải hàng chục triệu ăn lên mới chịu. Cá đâu bà cậu ơi, cá đâu?
Dân mình lạch cồn nước chảy yếu, bởi vì ông lao nó ít luôn. Mùa nước lũ là mấy anh em mình nếu dân gượng ép là dân bên đây không nè, chứ đâu có dân phía bên cầu An Hiệp được. Bên đó nước chảy mạnh lắm, nước lũ đổ về á, thượng nguồn á, nước đâu chịu nổi. Bởi vì nếu có dân được thì dân bên đây không nè, đây nó cạn á, dùng nước nó hơi yếu một chút. Nó nói cho làm con sủ lấy tiền xăng dầu cái đó trước đi hết tính sao chứ. Một bự nha. Phải bự mới được à. 7 kg ăn lên à, vô lộ mới được à. Không, dạo này cái sủi em thấy nó cũng hơi bự rồi ông ơi. Nó giống như mấy tháng trước mà nụ trong anh em đâu thánh thần thiên độ mơ cái gì đâu mà mỗi lần cứu lưới 10 mấy con. Mà con nào nấy 3 ngón tay 2 ngón tay không. Lưới tắt 3 tắt 4 mà dính cá gì đó, chịu đời nổi không. Toàn là ngứa lú. Thánh thần thiên đụng mà ta lưới cứu gần hết rồi đó bạn. Mà thấy mắt mũi cá chưa vậy? Ừ, con cá mồng gà cũng không thấy nữa. Má ơi, bên đây nó cạn mấy cuốn ít gốc gỗ ít bọc bằng cuốn từ lưới mau ghê hồn chứ. Nãy giờ biết tôi lưới nãy giờ cuốn bao nhiêu phút không? Tính anh quay mở màn nó tính ra tới thời điểm này nếu mà mấy ông bắt đầu cuốn lưới là chưa được 9 phút nữa đó. Trời ơi trời. Không có cá gỡ chứ gì. Nó cá gỡ đường lỗ chứ thăm không gỡ không hết 5 phút rồi. Tài lưới thứ hai bắt đầu lên hàng nè. Vớt vác lại tới lưới kia coi lỗ chi thầm ơi, lỗ chi thầm. Này cuốn thẳng qua bên cồn Bình Thạnh mình bỏ lạch cồn An Hiệp. Tài lưới này làm nên chuyện lớn. Thăm lưới nèo là vậy mà khi cô chú thấy nha, giờ có con cá nào không phải thờ tán con một. Chú được đâm 3 kg mấy thôi là đậm lè đậm lét liền một con một thôi. Nó kiếm mấy triệu bạc liền. Lưới neo đôi khi nó là vậy, tỷ lệ xác sức cá bạn cá rồi nó không dính như lưới bao bè hay lưới này lưới nọ được. Nhưng mà kiểu mà bắt cá kiểu mà hàng VIP á, cá tiễn lựa chất lượng cao. Có cóc cái vậy? Ủa tim nó lên đằng đây nè, không lẽ còn con nào nữa không? Ủa trời trời nó động kìa. Cóc bạn ơi, cóc bạn ơi. Quá đã quá đã. Con đầu tiên, bởi ta lưới thứ hai phải vậy chứ. Mày hả bưởi? Lỡ chứ không cười liền, cười mướn chi liền, kiếm dây cột liền. Nghe đâu có cột. Nghe đâu có cột. Cóc đầu tiên. Quậy sổ 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 nước ha. Thứ gì chịu nói. Chờ đợi nãy giờ đó. Ta lưới kia chết, phải ta lưới này phải bù lại những gì đã mắc chứ. Cóc đó khoảng kia mấy. Cóc đó mà kho nước dừa thôi khỏi chê. Hay kho dừa cải. Ở đây dính cá cóc còn là dùng cái chiêu gọi là cô kỳ không à. Có đục đầu bỏ. Có đục mà không xài được. Không được á. Ghe nào cũng có đục chứ không bạn, nhưng mà không xài được. Bây giờ ông tự tin vào tay ngày cục cá cóc ông luôn hả? Ừ. Tới giờ có nhiều cô chú vẫn còn nhớ dạ, sợ đại ca lọc này lắm. Thấy cái bẹp còn dây không ạ? Thấy cái bẹp một con cái thấy cái bẹp kéo lên còn không dây không. Còn con về bè vừa về tới bè dở lên cũng mất thêm con nữa, mới dính hai con lại đại ca được chứ. Cốc đầu tiên bạn ơi, cùng không ghe nè, cho loại cũng tặng ra đi. Tại lưới này phải lấy lợi những gì đã mắc thôi. Nước đục cá nó ra cốc mà nó ra tới mà dưới sông luôn. Chứ thường là cá cốc này ở gần trong bờ á. Bông lao. Cá cốc đó thì ở đây nói chung bán cũng tương đối dễ, nhưng mà có tháng bán cũng rất là khó. Mà thường ở đây cái cốc bà lớn khoảng kia mấy đó mấy anh em được. Ở đây thường là dính giá hạn dính con không? Một là ăn, hai là thả bè thôi à. Chứ cũng ít bán. Nhiều khi gom lại như củ sủ, xương mẩu rồi nè. Cái lọc này gom lại như có dính 3-4 con thì mới đem đi bán, căng cho mối á. Còn con thì đôi khi cũng ít luôn á. Tại cái mối thu mua cá sủ nó như họ thu mua cái cốc không con lọc quắc á. Cốc bự hả? Trời ơi 40 kg ông mới mua.
bởi vì đôi khi cái mối nó khác, bạn cái cốc này họ mua mối khác, bởi vì đôi khi cũng bất tiện, nhiều khi dính con mấy anh em ở đây thường ăn hay là tháo bè. Cá chó từ 5 kg gì lên. Mấy con cá chó 5 kg giờ cũng hơi khó tìm. Mà 1 kg mấy, 1 kg mấy thôi giăng lưới bò bè, trời đất quỷ thằng nó dính. Tụm gầy bà sư mẫu bà nào trả mà cũng đuối luôn. Mình giăng lưới bò bè các bạn, dính quá cho dính cá chó á. Tầm 1 kg lô vậy đó dính. Trời ơi thấy ham gì chứ. Ê không, ở chỗ lộn á. Trời ơi lộn chứ thăm má ơi, nhìn đâu trời. Mình cũng nhìn chỗ khác mà tự nhiên mình nghe ụt ụt, mình vừa quay lại nói ủa sao con nghe cá sủ nó kêu. Ai ở là người chăn có, người chăn cái chăn của con lỗ chứ làm luôn. Thiếu lầm thiệt chứ. Chịu đời cho nổi. Ụt ụt đực luôn à. Ủa bà kéo xíu hai con cậu bạn ơi, khả quan. Cái lưới này được nè. Cái lưới kia sao kỳ kỳ chất chất. Mới thường ta nói nghe, thường nói là gặp đám ma mà là hên lắm mà sao kỳ. Ờ không gặp mà nghe tiếng trống. Lên hàng, lên hàng. Nghe tiếng trống đám ma là hên lắm mà. Mình lấy hên được không? Chẳng gì gặp. Tao đâu có thấy đâu, tao cũng nghe, giờ nghe ụt ụt xong tự nhiên tao nhìn xuống cái giò mà nghe chẳng cái giò mà luôn rồi. Cái lưới này cũng kéo có động lực, có mùa xuân liền không? Có cá là có một động lực. Kéo tốc độ luôn hả? Kéo tốc độ bằng thờ luôn mà. 10 phút. Chuẩn bị lên hàng nữa nè. Bên kia là ghe có tèo bao phát á. Con đang cuốn lưới đó. Trên gió thì nói dưới đây nghe lồng lộng à. Làm con bự bự khè bà hai coi. Bông lào. Cái sủ đó nó mài dính sát viên chì luôn chứ. Thường nước đục mình ý rồi mà cá nó đi lửng lửng mà. Mà con nó dính sát viên chì á. Còn lại mấy tháng trong thường cái sủ dính sát viên chì không? Là cá này tập tính nó sống sát với thằng đáy. Kéo quần lên là có cá đó lỗ chứ thầm ơi. Kìa nghĩa 2 năm 3 đứa đó, cũng đi dằn lưới á. Mà sao để con đứa con ở chính giữa sụn luôn giữ dằn vậy? Đó, để đứa con ở chính giữa nữa đó. Chịu đời nổi đại ca không? 2 năm 3 đứa. Thứ gì chịu nổi, 2 năm tới 3 đứa. Ừ, 3 năm 4 đứa rồi. Cái gì vậy? Pin cá gì đó. Đâu? 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 Đó, trời ơi. Mới nhìn bên kia những cái gì ai ngờ hôm nay mình lên hàng nữa bạn ơi. Hồi nãy giờ sao mình với lỗi Tham không tập trung chuyên môn cho Tham. Nó có lo nhìn đâu không à. Mình cũng lo nhịn đâu không cá lên không hay. Ảnh thằng ở gốc cây bà ơi. Trời ơi là kia dính gốc cây tụi nó dính cá. Tưởng đâu cái gì dính Hugo gì đấy cũng không sợm chân. Tưởng đâu Hugo ai ngờ dính gốc cây. Kêu Nghĩa lại nữa. Kêu tiếp. Nghĩa rồi lại tiếp nữa. Bó tài luôn. Ủa hai con có sổ ngang ngửa nhau à. Con dính viền chuyện, con dính viền phao. Ừ, đúng rồi, con đó đi nổi xíu là vượt lưới rồi. Dính sát trên diện phao luôn. Bà con ở nhà bà con cô bác 100 mét. Nãy giờ thủ đực không á? Con anh mới gỡ nhiêu thủ đực hả? Cái hả? Con đực con cái. Thủ đực giờ 1,7 kg con bộn tiền rồi. Viện cá nó hơi nhích giùm đây chứ ta. Cái lưới mình nãy ăn bổ nhiều sức, bên kia lắng bên kia chút không phải. Đi lạch đứng giữa sông.
làm con cá trọng trọng bà cậu ơi, la cho thông họng coi, nãy giờ mấy con cá đó tầm 800-900 gram ký mà la kéo lên một nhiều lúc khi mà không thấy, 800-900 gram mà la chưa đã đâu, vô nén lên lựa mấy con Hugo la mới đã. Mấy cá dính gõ gẹn, dính đi lạch không, dính vòng vòng không đó, tham vô. Ủa điều ghen bạn ơi, ba con cỡ mà chẳng ký không cái đó à, quá đã chẳng này rồi. Được 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 được, bà vớt vắt lại ta lưới kia chứ, ta lưới kia dễ bị vô lưỡi. Cá mới đầm không mà sẵn ba chờ đại con bự bự, ta làm bè đó là lỗi chứ thầm ơi. Kéo quần lên rồi đó, kéo quần lên là có cá. Như vậy mới có động lực kéo lưới chứ, nay như ta lưới đầu tiên kéo không thấy cá mắm gì chứ. Đó nữa kìa, vô rồi lỗ chứ ông ơi, lụng gạo. Cái ụt luôn mới chịu à. Rớt lội rồi. Đực bạn ơi, nghe tiếng kêu đã chưa, tiếng kêu đó là nói về mấy người dân đây, nghe tiếng kêu nó khoái lắm, báo hiệu có tiền, có tiền đó. Hôm bữa nay mình nếu mà lưới tắc tơ miếng cá, cái này là bạn có Hugo dân lọc đừng nhận chơi nha. Cá này nó không nhỏ bạn đâu bạn, cũng tầm 700-800 gram, cũng gần 800 gram không là thường có Hugo á, còn bữa nào mà cái 2-3 ngón tay chéo là thôi như thua. Em đọc nó sĩ tụng như nước kìa. Diện pháo quá ông, diện pháo quá ông. Đó, đụng gạo nữa kìa bạn ơi. Vô rồi, vô động cá sủ rồi. Ủa con này trọng mà. Đực nữa. Quá rồi, quá rồi. Trời tới cản không nổi rồi, lỗ chứ làm ơi. Con này nắm chùm trong đám nãy giờ nè. Đúng lạnh nó đi dính lìa 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 vậy. 3-4 con khỉa liên tiếp nha. Cá nào mà rút mặt lưới phải gỡ ngược á mới được, còn cá nào mà rút mặt lưới là rớt lội luôn. Lưới này lưới tắc tư, tay nãy là tắc ba đóng kìa, nó đâm lưới nó đâm nguyên mình cái tới giữa mình nó luôn kìa, mới gướng lưới lại. Giờ này mới thấy có mùi sưng trở lại nè. Nãy như tao lướt nãy ba anh em cũng lướt ngồi muốn ngủ. Ngồi tán dốc hả? Ngồi tán dốc chuyện trên trời dưới biển được không? Vô. Ngon lành cạnh tranh. Quá khả quan, quá khả quan. Được, 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 làm ăn được. Xém lỗ đầu rồi. Xém lỗ đầu chứ hồi nãy thấy cũng tao lướt kia thấy chất chết, thấy bắt đầu có mùi khét khét kìa. Mùi khét khét. À, tới cản nổi rồi lên nữa nè bà con cô bác ơi. Cái ghe của bà hai nó hơi xa rồi đó, hả giờ sao cái lưới ống hơi xa chứ, rồi sát đây rồi nói gì mình la cho là nẹp bô là bả gu liền. Hai cốt cán. Giờ cán nơi cốt ngã rồi. Mới về bè lên tới mỏ ba chánh á. Cố hoài mới giữ. Trời ơi đằng kia dính cá nữa kìa bạn ơi. Mới con còn có sủ sao bằng mấy anh em mình đây dính hay 4 con thấy chưa? Qua lạch nè. Để qua lạch thì thường nó dính cá sủ này là những đứa neo để ý nó dính khoảng cách đó khoảng 50 mét rồi nó làm đi lìa vài con cái rồi đó. Bắt đầu mới qua cái lạch thứ hai tiếp. Cuốn nó khoảng 100 mét mà mới có cá lại. Ngộ kỳ đời á. Còn bữa nào mà dính nhiều lưới là bữa đó gọi là chúng đậm lè đậm lét, cá đi tràn lan á. Còn bình thường thì cá đi theo lạch không à, phạm vi mấy chục mét lưới rồi. Rồi mà bên còn này hồi nào giờ cái nói gì cá sủ cá bự nha, tầm 5-6 ký ăn lên ít khi nào thấy lắm, hiếm lắm, toàn là cá bự toàn dính bên còn ăn hiểu không à. Bữa đó dính làm bên đây luôn hả, lọc nó chỉ tụng như kìa đó. Trời ơi vô nữa rồi bà con cô bác ơi,
bữa nay cá đều gán bạn. Đụm gạo rồi lỗi chứ thầm ơi. Vô rồi. Quá đã. Cái gì hả? Cái gì hết ực rồi. Hết ực. Ực không nổi rồi. Ực không nổi. Nãy giờ tính ra hình như được hai đực hả? Hai đực ba cái gì rồi? Có tháng toàn cá đực không, có tháng thì cá cái nhiều. Vậy nếu mà cân bằng hệ sinh thái chứ. Cái này cũng được mà. Cái này chắc cũng kia ba kia tư có à. Vàng như nghệ. Vô. Vô bánh rồi bạn ơi. Người ta lưới không ngờ cá dính dữ thằng ôn trời. Sao ta lưới kia hồi nãy sao chất chất lắng xẹt. Học cái lưới nãy, cái này mình cũng qua bên lạch cồn rồi. Ủa ham kéo lưới quá, cá dính mê quá hả? Giờ nhìn lại ta lưới cũng gần hết ông Lộc. Ánh thằng thiên đụng mà bạn, kìa đó, cờ đó đó đó. Nãy giờ đâu mê dính cá mê ham quá. Lưới này nhiêu, 300 hả? Lưới này 300 mét. Còn 100 nữa hết rồi đó. Nãy giờ tính ra đây là 200 rồi đó. Ủa 200 mét lưới dính cá nhiêu đó, đòi hỏi gì nữa trời ơi. Còn 100 mét này tán con xuống đực 3 kg nữa thôi. Đi mòn chứ không nói. Rồi ổi luôn, tèo ba phát không hổ danh. Hồi đó là lưới cúng chưa có mấy chục thì ba phát, còn bây giờ có mấy chục là 6 phát nhân đôi lên. Hỉnh hỉnh hỉnh. Nó nói cho bà cậu thương tình cho mấy anh em mình chứ còn 100 mét lưới này kia dắt dắt con hai con nữa cũng được. Cỡ đó thôi bạn, khoảng ký ký mấy thôi cũng được rồi, không cần đòi hỏi nhiều. Đực luôn mới chịu à, chứ cái không chịu đâu bạn, nó là mới vừa nói là không cần đòi hỏi nhiều mà phải đực. Bỉnh. Trời ơi, góc nặng lắm sao mà thấy khó quá trời khó rồi tèo ba phát. Ôi đánh thằng thiên đụng nè. Đây này bạn, nguyên một khối đèn. Ấn lạnh chưa? Lưới quét từ mỏ 3, mỏ 4 tới đây, từ mỏ 3 xuống đó mà chịu gì nổi. Ông bụi sớm nước mạnh quá, lưới nó trôi. Nó quét từ trên kia trôi xuống tắng dưới đây nè. Bởi gốc gọ nó bá vô. Thì chịu sao cho thủng. Hả? Trăm mét cuối này mới sao đây. Tôm ngon tới giọt cuối cùng rồi. Còn khoảng 50 mét nữa chứ gì. Nãy giờ nói chuyện trên trời với biển không là hết 50 mét rồi. Giang bên cồn này cũng nhận cuốn tới lưới mau. Im xu lưới mau ra. Nhẹ nữa. Nhẹ nó khỏe người nữa. Hôm nay được cái là ít bọc. Một ngày bọc quái. Nhiều khi mấy cô chú biết thôi. Mà bữa nào mấy anh em mình gặp nạn ha, mà dính bọc nhiều cuốn tới lưới nhiều khi 3-4 tiếng đồng hồ luôn á. Mất thời gian cỡ đó đó. Còn im xu như nãy không, ta lưới nãy đó cũng tính ra cái 10 phút gì vậy. Ta lưới này chắc cũng được 20 mấy phút là tại do dính cá rồi gỡ này nọ. Gần hết lưới rồi. Ăn ngủi. Chuẩn bị kết thúc chương trình rồi bà con cô bác ơi. Ăn ngủ con mà cậu ơi. Phải công nhận ta lưới kia mà vớt vác được 2 con 3 con thôi là bữa nay là đại cà lộc mình đậm đè đậm đét rồi. Ừ, được 1 con 2 con trong trọng quán kiếm mấy là cũng ngon quá ngon. Nhờ ta lưới thứ hai này không. Bởi vì cá mắm vợ đây cô chú thấy bá đạo. Mới giờ có nhiều cái không hiểu không, lưới giăng cũng vậy đó mà sao cá dính dưới đây không. Nào giờ nào giờ thường thấy giăng hai tay là chúng tay thắt tay. Bông lao cũng được cá không. Bên này bọc là đa số là dính cát chẳng không? Nguyên bọc toàn là cát không. Cái lưới nó phơi tùng ra coi nó đẹp luôn. Đá cho thằng. Cái cờ bên hông ghe.
Không lẽ không vớt vớt được con nào sao? Vớt được cục đá. Ông vớt được cục đá là tới chuyện thiệt luôn đó ông. Chắc tối nay mưa nữa chắc rồi. Nè, đang cạnh chỗ này nè. Chút mưa mưa chắc. Rồi hình như mới nhắc thì phải găm găm rồi nè. Rồi xong. Trời mưa bạn ơi, lâm găm rồi. Bị dính cái đám mây nè trên đầu nè. Tới công chuyện rồi. Hôm bữa ba anh em mình đi thăm lớn cũng dính dặn. Một lần cũng dính chưởng. Mưa giông quá trời quá đất luôn. Mình chui vô cái xe mà ướt nhẹp như con chuột lột. Hết lư. Tranh thủ rút quân về thôi. Lỗ Chí Thâm ơi, mưa rồi rớt hột dính cái đám mây này. Thiệt tình. Mới nghe nói giữa tối nay có thể mưa. Ai ngờ đâu, mới thì chưa hết. Câu là mưa rồi. Hả? Mưa à, đừng có giỡn Thâm, cái bị cái đám mưa trên đầu nè, lâm găm rồi đó. Gió thổi đang cái hướng cái trên xe đét đang xuống tràn xuống nữa kìa. Ờ mưa ở đây không à, chứ mưa không mưa đâu. Mày giờ giờ này này đi theo với ông Lộc cái mày nói chuyện cũng chính thằng mày với ổng rồi. Mày đi theo ông Lộc kiếp bỗng nó mà đó mà xuống mày mày đâu có nói chuyện kiểu vậy. Mày cứ theo với ông Lộc bây giờ thằng trên xong có tướng thằng chung xong có tới thằng sát đất. Chờ cũng chờ tới hai cái phao luôn. Nó nói cho mấy anh em mình tranh thủ bạn ơi, bo cô móc đậu giật bánh lái về thôi, mưa rồi mưa rồi. Giờ này chắc cũng 6 giờ mấy à. Được con đốm sáng trên hướng trên cầu Lãnh đẹp quá. Bên kia thì mấy cái xà lan chở cát, xa xa bên kia là nguyên cái tàu chở container, chà bá lửa luôn. Giờ chuyển mưa thì màn hình nó hơi tối xíu, cả nhà thông cảm nha. Dạo này mình quay mấy cái clip thường là màn hình hơi tối, do trời chuyển mưa, khi dắt trưa cũng vậy nữa. Còn hướng phía bình Tiền Giang kìa. Wow, như bốn hướng hướng nào cũng chuyển mưa. Bữa nay nhà bà cậu có thương tình bạn ơi, cho ba anh em nhà ta lưới thứ hai vớt vác lại cũng đỡ. Còn khúc này nãy có cô chú xem mê không, dính nắm số con liên tục luôn, có sủ không. Do mới đầu mấy anh em mình cuốn ta lưới kia thấy chắc quớt thấy rồi rồi, chắc bữa nay kiếm tiền giàu là không có nữa đó. Giờ Lỗ Chí Thâm mới cười, nãy cuốn ta lưới kia mặt ố xìu. Chuyện đời sao cho nổi. Đây là dàn bè của bảy cốt cán nè, chắc giờ này không còn trong nhà chắc không chưa ra bè đâu. Hôm bữa mình nhớ hoài luôn, mình thăm ta lưới mà bè ở đây là dính quá gì dính luôn. Hơn không bị dính mưa. Với lại mà ta lưới mình giăng nó cũng gần đây à, đỡ. Nhưng họ dính chưởng rồi, dính là mưa. Kìa hai thầy trò có hùng cái chép sửa cây cầu gì. Cây cầu gì đâu sửa tới sửa lui miết. Về tới bến quen thuộc. Thuộc quen quen. Đây cái ghe con Lỗ Chí Thâm nè, chuyên đi chở vàng không á. Cá đôi hồng giống nữa. Mua trên mương đem xuống thả bè nè, nó cái vàng nước phun cái tạo xi, cái giống nhựa đó. Bữa nào thì không có chở cá thì Lỗ Chí Thâm đi kéo lưới với đại ca Lộc. Còn bữa nào mà vẫn có cá thì khi đọc đại ca Lộc mà không được đem lưới theo á thì đi theo với phụ với đại Lỗ Chí Thâm phụ qua phụ lại. Thánh thằng ơi, nãy giờ mấy bà bán thịt trâu đây hả? Này chúng đậm lè đậm lét luôn trời, nãy giờ hai bà xuống bán thịt trâu kìa. Chột ơi chột à, chột à chột ơi, nãy giờ chạy mà đâu để con cá lên được, không biết nữa. Hay nãy cũng là dính con hai con gì đó. Nãy giờ quên quên dụng cái cốc hên sao Lỗ Chí Thâm nó nhớ. Đem để con cá lên ghe trong ngồi rồi rồi. Chọc 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 chọc. Đây là thành quả nè bạn ơi, mấy anh em còn cá cốc nữa, cục bên hông nữa. Wow, ngon lành cành chanh.
Wow. Wow. Ba con. Bốn con này tính ra, cái xuống nó điệu ghê bạn. Năm con. Sáu con. Sáu con cá sủ, con cá cóc. Cóc kia cũng cá cóc đó cũng khoảng kia mấy à. Gọng bè đi bữa nào ấy rồi ăn chứ sao vậy, cá lại không để đem đi bán. Để gọng ở đó luôn, bỏ ngoài luôn. Bỏ con kia thì hồng nút. Rồi mà để con bè cái hồng nút. Ủa sáu con cá sủ bạn ơi, đều ghen. Đã thiệt. Ăn được. Chứ ăn được. Để vô tủ đá nè, mai gì căng cho mối. Mà hờ mấy cá cũng dâu này, cá này cũng ăn ký ký hai rồi mình không căng nữa. Để có cá nào vẫn bữa nào trống trọng mình căng. Chứ cá này thì nhìn cũng biết rồi, khoảng ký mốt ký hai không à. Lứa một à. Vậy là mấy cái đực ta? Vậy hai cái đực phải. Hai đực. Có đực ký nhỏ. Ba con. Con đực kia nó nhỏ hơn, có con đực này cũng trọng trọng nữa. Con này nè, đực nè. Ừ. Con này đực hả? Con kia sao thấy nó hơi khuyết khuyết quá không Lộc? Phải không? Cái em thấy có khuyết kỳ vậy, coi cầm xuống nữa. Ờ cái bạn ơi. Cái. Cái. Con đó được đực mới ngon rồi. Thôi bà cậu cho vậy là mừng lắm, không đòi hỏi gì nữa. Có đâu đâu. Tưởng đâu bữa nay là khét nghẹt rồi đó. Phút ta lứa đầu tiên không có hết trơn. Tưởng đâu khét nghẹt là xong phim, ai nhờ đâu vớt vát lại ta lứa thứ hai. Khi lỗ chứ thăm về nó thăm ba cái 12 cái ngục kìa. Chịu đợi sao cho nổi nó. Để mấy con cá hồng chết để đó làm mồi, nhiều khi mấy con tôm đồ tép rồi nó vô nó cá lăn rồi đầy đủ chân á. Từ cái 12 ngục mình thả xuống đại vậy đó, tự động cá tôm nó vô à. Qua coi thử lỗ chứ thăm dở cái đó có không. Cái này mà không để 2-3 ngày thôi, 2-3 ngày nhiều hơn. Lúc trước mình cũng có quay mấy clip rồi, mấy clip anh em mình thăm 12 cái ngục kiểu treo bè gì vậy. Bởi sống ở làng bè mấy cô chú thấy không, kiếm cá tép rồi dễ ghê không. Thả đại xuống vậy đó, không đụng đất hết trơn mà tự động cá tôm nó vô. Ủa, bộ nè. Ủa, cũng lắm không bạn ngu, vậy ba dở dở luộc hầu không hết luôn. Cái này phải để 2-3 ngày dở còn ham nữa. Trời ơi trời. Tôm lắm thì ghen ngon ghê. Cái tôm này để dành cho trộn gỏi đủ đủ cũng ngon. Ừ. Dở ăn cá được nhiêu đó đó. Nó đầu dục nó đụng xuống vậy cho tự động nó chìm nó trôi xuống vậy đó. Nó đầu tu xuống đại vậy đó mà tự động cá tôm nó vô. Dễ ăn thiệt. Này mà nếu mà để 2-3 ngày cô chú thấy dở lên thấy mam lắm, dính nhiều lắm. Vậy là xong rồi đó. Gì đó, gì đó. Đùa. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip 3 vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay nói chung cũng hên bạn ơi, nhờ bà cậu cho mấy anh em mình nhờ tay lưới thứ hai trúng, tay lưới thứ hai đầu tiên chất quất. Hồ ô cô bả kìa. Vua quậy. À, chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Bữa nay nói chung là kiếm tiền chợ búa ngon lành cạnh tranh. Đại kiếm sao. Sợ bà tư xinh đẹp này chứ. Gì bả nó cũng được rồi. À chào bạn nha, để hôm nào được nước với anh em mình sẽ đi bào nữa bạn ơi. Nói chung bữa nay kiếm tiền chợ búa ngon lành.